và tham dự buổi lễ trao giải cuộc thi viết bài trên website 24 giờ mang tên Chuyện Công Sở. Đến với buổi lễ ngày hôm nay thì công ty 24 giờ rất hân hạnh chào đón các vị khách mời đến tham dự. Tôi xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Đức Hòa, giám đốc nội dung 24 giờ. Xin trân trọng giới thiệu anh Vũ Minh Hoàn, tổng thư ký tòa soạn 24 giờ. Trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Hồng Yến, phụ trách nội dung website eva.vn. Xin trân trọng giới thiệu chị Phạm Minh Hương, thành viên ban Eva. Xin trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Lam, phụ trách chuyên mục Bạn Trẻ Cuộc Sống. Xin trân trọng giới thiệu chị Phạm Thu Hà, bạn Nguyễn Phương Thanh của phòng marketing, đơn vị trực tiếp tổ chức cuộc thi. Và rất hân hạnh đến với chương trình trao giải ngày hôm nay, chúng tôi có thêm các vị khách mời là độc giả của 24 giờ, đó là bạn Phạm Thị Mỹ Việt, tác giả của bài viết Làm Dâu Trốn Công Sở, bài viết được giải bài viết xuất sắc nhất khu vực Hà Nội. Và cùng tham dự với lại Việt thì còn có bác phụ huynh đúng không ạ? Và bạn của bạn nữa. Rất là trân trọng cảm ơn sự hiện diện của bác và của bạn. Xin giới thiệu một chút về cuộc thi Chuyện Công Sở ở trên website 24 giờ. Cuộc thi viết bài Chuyện Công Sở sau 5 tuần nhận bài đã thu hút được hơn 100 bài dự thi của độc giả yêu mến 24 giờ. Trong số các bài dự thi thì có rất nhiều các độc giả đến từ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và các tỉnh khác. Cuộc thi đã kết thúc tốt đẹp nhờ có sự đóng góp nhiệt tình của các bạn độc giả. Và điều đó cũng chính là nguồn động viên khuyến khích ban tổ chức liên tục thay đổi tiến độ để cuộc thi ngày càng trọn vẹn hơn. Và sau đây thì tôi xin trân trọng công bố danh sách những bài dự thi đạt giải trong cuộc thi Chuyện Công Sở. Bài dự thi đạt giải xuất sắc nhất toàn quốc có tựa đề Tham Mưu của độc giả Đào Anh Tuấn. Câu chuyện kể về người giám đốc thành đạt trong công danh sự nghiệp nhưng lại không thành công trong hôn nhân. Nhận xét về câu chuyện này, một độc giả của Bạn Trẻ Cuộc Sống có viết: khi mới đọc đoạn đầu của câu chuyện, tôi tưởng không phải viết về chuyện công sở mà là một câu chuyện về đời thường của một ông giám đốc đã nghỉ hưu. Nhưng đúng như tựa đề của câu chuyện, Tham Mưu đã thể hiện rõ nét và sâu sắc về công việc, về chức vụ của ông giám đốc tại cơ quan nơi ông làm việc ở câu cuối của bài dự thi. Tôi rất lấy làm tiếc, chị vừa là họ hàng, vừa là giúp việc. Tại sao một chuyện tài đình như vậy mà chị lại không tham mưu cho tôi lấy một tiếng? Đó là câu cuối của bài viết. Đến với bài dự thi được đánh giá cao nhất trên website 24 giờ có tựa đề là Tôi yêu nhân viên bảo vệ tàn tật của tác giả Trương Thị Kim Loan. Đây là câu chuyện tình đầy nhân văn và gây xúc động mạnh mẽ tới độc giả của Bạn Trẻ Cuộc Sống. Bài dự thi đã thu hút được vô số lời bình luận và chia sẻ của độc giả đối với nhân vật của câu chuyện. Một cô gái xinh đẹp, thông minh, đem lòng yêu một anh bảo vệ tàn tật với một tình yêu chân thành và bao dung, vượt qua mọi rào cản khắc nghiệt của dư luận. Tuy rằng là tác giả của câu chuyện không thể có mặt tại buổi lễ trao giải ngày hôm nay, nhưng chị cũng có email đến cho chương trình và tâm sự về niềm vui của mình khi đạt giải, và đặc biệt là giải thưởng do độc giả 24 giờ bình chọn cho trên chuyên mục Bạn Trẻ Và Cuộc Sống. Tiếp tục là đến bài dự thi đạt giải xuất sắc nhất của khu vực Hà Nội với tựa đề Làm Dâu Trốn Công Sở của bạn Phạm Thị Mỹ Việt. Với giọng văn sắc sảo và có phần dí dỏm, Làm Dâu Trốn Công Sở thực sự gây ấn tượng với độc giả và ban tổ chức. Người đọc như bị cuốn theo dòng cảm xúc mạnh mẽ và cách sử dụng câu từ rất thú vị của tác giả. Tôi có thể dẫn một số những phần rất là thú vị ở trong bài viết của bạn Việt. Lời chào đi trước là lời chào khôn, cung kính, cẩn trọng, lễ phép. Nhìn mặt mà đoán tuổi, mà lựa chọn cách xưng hô. Già thì chào chú xưng con, trẻ thì gọi chị nhún nhường xưng em. Bớt mồm miệng đỡ chân tay, rót nước pha trà, dòng tai nghe ngóng, ai cần lấy gì thì nhanh nhỏ cứ để em. Hoặc là một câu này tôi thấy cũng rất là hay. Sợ nhất là gái văn phòng, mẹ chồng chính hiệu đừng hòng mà giỡn chơi. Muốn yên phận, sống hòa bình thì ba nhớ. Nhớ không nói xấu, nhớ không tò mò, cuối cùng nhớ lấy em ơi, đừng chia bè cánh, đừng theo phái nào. Rất là thú vị đúng không ạ? Hay là câu, tránh xa mấy xếp máu dê.
cố gắng kết bạn chớ gây thù hằn. Một điều nhị chính điều lành, nhưng cơ hội đến thì phải phất cờ đứng lên. Một câu nữa, đi làm có chị có em, mình là kẻ dưới, phải hết lòng kính yêu. Cứ chăm chỉ chịu khó cần cù, chớ quen gian trá lọc lừa, giữ lòng trong sạch, xứng con nhà lành. Những câu mà tôi nghĩ rằng là nó là cái bí kíp chung cho những ai đã, đang và sẽ bước vào chốn công sở, đúng như là lời tác giả có nói đúng không ạ? Và tiếp tục là đến với bài dự thi đạt giải xuất sắc nhất khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có tựa đề Chân tôi cũng dài chứ bộ, của tác giả Lâm Thị Phương Lam. Quan trọng hình thức, dùng ngoại hình để làm thang danh vọng thì không phải là lạ lẫm đối với lại văn chương cũng như là trong điện ảnh. Đời thường thì đôi lúc chúng ta cũng gặp chuyện đó. Và câu chuyện của bạn Lâm Phương đã sắc sảo phản bác lối sống và làm việc mà bạn cho rằng là chậm tiến này. Kết luận rằng sự thông minh mới thực sự là vũ khí sắc bén để chinh phục thành công và thành công thực sự. Tiếp tục là đến với bài dự thi có lượng bình chọn nhiều nhất, có tựa đề là Sự ganh ghét nơi công sở, của độc giả có tên là Phạm Thanh Hữu trong thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin tóm tắt câu chuyện như sau. Đây là